chị có sao không vậy? Trời, chắc gãy chân quá à, đau quá vậy ta. Đã nói từ từ rồi không chịu nghe. Sự việc do camera an ninh nhà người dân ghi lại, hai cô gái dường như vừa bị té xe. Chắc gãy chân quá à, đau quá vậy ta. Đã nói từ từ rồi không chịu nghe. Do giữa đường cục đá nè, không có thấy đâu. Tại với bị không mà đau quá trời. Đúng lúc có một thanh niên đi ngang qua tấp xe vào giúp đỡ. Ủa hai chị bị sao hả? Bé em nó chạy xe bị dốc cục đá nó ngã té. Cái đường này nguy hiểm lắm, nhiều người bị lắm rồi. Anh ta nhanh chóng dựng xe lên cho vào lề. Sau đó liền hỏi thăm tình trạng của hai cô gái. Chị có bị sao không? Em không có sao đó, chị em kìa, sưng chân chù dù luôn rồi. Được biết cô gái áo trắng bị thương, anh ta liền qua coi. Cô gái áo nâu thì chân cũng khập khiễng bước tới kiểm tra xe của mình. Hỏi sưng to rồi chị ơi. Không biết có gãy luôn nữa, chắc chết luôn, sao em đi làm ta? Này chắc bị bong gân rồi. Một thanh niên áo đen xuất hiện hỏi thăm. Bị gì vậy? Nhỏ em mà với bà chị chạy xe dắp cục đá này nè. Đường này nguy hiểm lắm, chạy thẳng cấp là chết liền. Lo chăm sóc chân cho cô gái áo trắng, anh ta không biết tai họa sắp ập đến. Và rồi mọi chuyện cũng diễn ra theo sắp đặt của nhóm cướp. Cô gái áo trắng nhanh tay xịt hơi cay vào mặt anh ta, còn thanh niên áo đen đá thêm một cái. Lợi dụng lúc nạn nhân choáng váng không thấy đường, bọn chúng lấy xe và nhanh chóng rời đi. Sự việc diễn ra rất nhanh và bất ngờ khiến anh thanh niên tốt bụng không kịp phản ứng. Thanh niên áo đen và hai cô gái đã lên kế hoạch săn con mồi từ trước khi hắn chờ sẵn trong lùm cỏ. Canh đúng thời điểm thích hợp hắn liền xuất hiện. Hắn giả vờ như người đi đường lại hỏi thăm. Bị gì vậy? Nói em mà với bà chị chạy xe dắp cục đá này nè. Đường này nguy hiểm lắm, chạy thẳng cấp là chết liền. Sau đó hắn ra hiệu cho cô gái áo trắng. Cô ta cho tay vào túi áo khoác, móc ra chai xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt thanh niên tốt bụng. Anh thanh niên tốt bụng cay mắt không thấy gì, còn nhận ngay một cú đá của tên đồng bọn. Cả ba nhanh chóng lấy xe của anh rời khỏi hiện trường. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật, giúp cho người dân cảnh giác với những chiêu trò ngày càng tinh vi của bọn tội phạm. Những tình huống nơi vắng người thì nên gọi trình báo cơ quan chức năng có liên quan xuống hỗ trợ xử lý.